Đi ra đi đi Long Hà, Long Hà đấy hả? Đi miền trước hả? Long Hà mà mấy giờ? 2 giờ. Ừ, được rồi đó. Mình đừng lúc nào đi về đó. Bây giờ đây liên hệ với bọn ai rồi? Ủa nè, 2 giờ. Ừ, giữa trưa mình xe nó xuống ấy. Ừ. Rồi, giờ gọi ông Lục thì sớm. Bác. Đi, dạ. Cái Long Hà cái có ba người đi gì à? Vâng. Nên lịch 3 2 giờ nhỉ, để em xem gọi đi sớm thì đi sớm hơn tí. Sớm nhé. Ừ. 1 giờ nhé. Để em có gì sớm mà. Rồi. Anh còn chạy qua lên Phước Bình nữa. Dạ. Gọi một đi xe xuống sớm.
2 giờ nhé, 2 giờ. 2 giờ. Đi chơi nữa. Lục đi biết bên kia phòng ai. Nhưng mà bên 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 phòng của anh đi. À có ba về đi. Không. Còn ý, à chỉ có bên bên anh có một phòng mình thôi đúng không? Mình chứ không. À thế thôi chứ không có phòng vệ sinh phòng hạ tầng đúng không? Bên 759 được cái gì không? 759 1B. 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 Không biết. 1B là để nó có sự đó mà. Đi học ngoài kia rồi về lao động đi công trình không biết gì mà đi không hỏi. Đó. Đi làm chỉ cũng mẹ anh chứ đâu có làm đâu. Hả? Ông phải xuyên suốt quá thời kỳ ông không biết là đâu. Ông đọc hồ sơ trước khi ông đi giờ ông lên đọc đi. Đường xã này là cao độ bao nhiêu rồi mẹ đã bao nhiêu nhiều bao nhiêu rồi ra ngoài bắt cái mẹ nó quạt cho thì mình quê mặt. Còn một cái hai nữa là mình đi lâu giờ nó công nghệ giờ thay đổi rồi. Đâu về gần về đá đồ đất như ngày xưa nó vô đá không bây giờ nó gì nghe buồn buồn nói tại sao ông có đất nó đi chửi cho ông mày năm sinh năm 60 ông mày nói đừng đùa nha đồ Facebook ngày nào tao thay đổi nha mấy ông vừa như hạt đủ em ông mới hạt cái cửa hạt bao nhiêu chưa giờ nên mẹ hay về vành mấy xe rồi mẹ đủ các kiểu người ta thay đổi vì cái nào rồi ông lên sao thì thô sao thì rổ thế là mẹ đâu được qua cái nữa đây có là anh vô ngủ nhá đi lên đọc đi đi
Bình thường có những ấy nhiều hơn những cái kia đấy đấy cái tập 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 ấy nhiều đấy dễ hơn để nổ kêu hả nên là mình chạy nghe chạy cái lớn rồi mình rất là nói không biết chạy nó là cái gì đâu có thể to hơn cái dự toán mà mày cắt cái dự toán này ra cái giá trị phát sinh nó là bao nhiêu là giá trị đúng không? Nó nghe quá trời thì đã học cho cô mai nó còn có cái phần móng đó mà Rồi,
Thank you.